Anh Vũ, khi nào anh mới bay? À, lịch thì 3 ngày nữa. 3 ngày nữa? Ba là con trai vợi. Kitty ngoan, đợi khi nào Kitty lớn lên á, ba sẽ đưa cả Kitty với lại con á của cậu Nam với dì Đình đi bay luôn, được không? Được ca. Anh Vũ, anh bay, theo em nghĩ anh cũng đâu có biết ngày nào anh mới về đúng không? Vậy còn chuyện anh với con Hà tính dẹp luôn hả? Mày nói cái gì đấy? Mày cứ để im cho tao hỏi đi. Tao muốn nói chuyện với ảnh cho ra ngô ra khoai luôn. Anh, hai người gian gian díu díu mập mờ bao nhiêu lâu nay rồi, hai người không biết chán hả? Trời, anh có biết là hôm trước em tốn biết bao nhiêu nước bọt em mới thuyết phục nó đi kiếm anh không? Mày cứ để im tao nói coi. Rồi cái hôm anh bị tai nạn, nó tưởng đâu là anh bị tai nạn, nó không muốn sập nhà luôn kìa. Rồi giờ sao? Anh đi mà không nói năng gì hết hả? Rồi hai người giải quyết làm sao? Tính chia tay hả? Đường ai nấy đi hả? Muốn kết thúc hả? Sao chúng quen thế nhỉ? Ô, sao vào đây? Cũng không có gì đâu ạ. Con chỉ định hỏi mẹ là đứa bé này là ai thế? Trả cho tôi. Trả lại cho tôi. Con đã làm gì đâu. Con chỉ muốn hỏi là đứa bé này là ai thôi mà. Nhưng mà cô Lục lão đồ trong phòng tôi thì trả cho tôi. Nhưng nó là ai mà mẹ lại phải giấu kỹ thế ạ? Lâu ngày không gặp, không định chào hỏi nhau một tiếng à? Tôi không có gì để nói cả. Nhưng tôi thì có đấy. Tôi vẫn thường tự hỏi, sao sau bao nhiêu năm ông vẫn chưa cưới được mẹ của con mình? Kết hôn á chỉ là thủ tục để đảm bảo về mặt pháp lý và tài sản, chứ đâu có đảm bảo được tình yêu đâu. Chúng tôi yêu nhau như vậy có phải tốt hơn không? Hôm nay tôi cũng thấy vui. Chúng tôi tình cờ gặp nhau trên phố sách. Có người nói là Kitty giống tôi. Con gái giống cha, giàu ba họ đấy.